Ngồi đây à? Hộ âm thanh đi. Thay 021 chạy. Em 3, 2, 1, action. Em bị chứng tự tin khi mà quán đấy vứt tụt. Em nghĩ một bữa no là một điều phải xảy ra. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2024 ạ. Ui, làm phim vừa khó vừa dễ. Không phải vừa khó vừa dễ mà là chỉ khó thôi, không dễ đâu. Nghe vậy hơi điêu điêu, nghe hơi văn vở, nhưng mà thực ra thì em rất sợ làm phim. Chắc là kỷ niệm mấy cái phim ngắn làm bài tập thì hầu hết toàn là em tự làm, tự quay, tự diễn, tự đạo diễn các thứ, hoặc là có thêm anh Đanh giúp. Nhà em thì rất là bừa bộn, rất là nhiều đồ. Và mỗi lần có bài tập quay phim thì em đều nghĩ ra cái ý tưởng là căn phòng trống không. Cho nên là lúc nào cũng phải dọn hết đồ ra ngoài, đồ đi, đồ lại, dọn ban đêm, dọn ban ngày. Rất là mệt mỏi, rất là tội nghiệp. Ví dụ như kiểu phim Fearless nhá, thì là kiểu quay one shot các thứ, kiểu bác vai kiểu dân kinh ấy. Làm lần đầu không được, phải xuống như anh Trung. Bộ phim mà mình không ngờ mà mình đã làm ra nhất là Fully Artist. Chỉ dàn cái cảnh mà nhân vật nữ cách nhân vật nam phải đến 30cm ấy. Nhưng nó không hiểu họ làm thế nào được với cái chuyện đấy khi mà họ cách nhau cái khoảng nó mới tầng này ấy. Đã được diễn viên và quay phim sửa chữa lại, nên nó đã ra được một bộ phim logic về mặt hành động. Làm phim tự dưng thấy nó không khó khăn đến thế. Kiểu chỉ cần một cái máy ảnh Canon 700D, xong rồi đấy đứng quay, xong cắt góc này kia, xong rồi tự diễn, tự biên, tự diễn hết đấy. Xong rồi phim Quyên Ngọc thì kỷ niệm là đối với em thì đấy là bộ phim tệ nhất em làm trong năm nay. Năm vừa rồi thì mình làm hai phim, ra cũng chỉ là hai clip ngắn là Trừ Tà với cả Phàm thôi. Cũng đem lại cho mình khá là nhiều kinh nghiệm và bài học. Bài học nhớ đời, chắc chắn là chạm rừng. Gọi là nó hơi to so với khả năng của em. Trước đấy em chưa từng làm phim ngắn hơn ấy. Em không bình tĩnh. Lúc đấy em khá là... sao nhỉ? Em khá là run và hơi lạc lối một chút trong cái tư tưởng. Tức là mình bỏ qua một vài thứ đáng nghĩa là nó rất quan trọng ấy. Mà những phim trước mình, cái phim đầu tiên ấy, mình đã rất nỗ lực trong những cái phần đấy. Tại vì nó là phim đầu tay và đó là lần đầu tiên em đạo diễn, nên là nó có rất là nhiều những cái sai sót và những cái gọi là thiếu sót. Mà bây giờ em nghĩ là em thấy nó cũng buồn cười. Mình xuất thân từ một diễn viên nên là mình luôn nghĩ rằng là ai cũng sẽ giống như mình và có một cái training khắc nghiệt như mình. Nhưng mà hầu hết thì mỗi người một có khía cạnh khác nhau và một sở trường khác nhau, nên là khi mà mình muốn đạo diễn mọi người thì mình không thể nào mà áp dụng cái việc mà lên mình, mà mình phải thay đổi nó và cho phù hợp với cái diễn viên mà mình muốn họ đi theo ý mình. Em nghĩ là mỗi một thời điểm lại có một cái bài học khác nhau để ôi xúc động quá. Nhưng mà bài học lớn nhất thì chắc là vượt qua bản thân mình. Em thấy em lớn nhiều nhất là em chấp nhận nó. Và em chấp nhận cái việc là cuối cùng mình đã hoàn thành nó và nó đã được chiếu trên màn ảnh lớn. Và em đã ngồi đấy hơn 10 phút trong cái cảm giác là cái phim nó đang ở trên màn ảnh lớn và mọi người đang được nhìn nó, và nó là tác phẩm đầu tay của mình và mình không thích nó. Yo, what's up? Đây là Nguyễn Duy. Mình họ tên là Nguyễn Vũ Đức Duy, sinh năm 2001, thường trú tại quận Hoàng Mai. Hiện tại mình đang công tác tại một bữa no. Rất vui được gặp bạn. Thật là may khi một bữa no tìm được Duy Bay, vì chị đã có một người kiểu đứng là gọi là hỗ trợ nhiều hơn. Từ đợt tham gia một bữa no thì em đã được học những lĩnh vực như là AC này, âm thanh này, cũng có về quay phim. Nhưng mà chính thì là sản xuất. Thôi nó còn rất giỏi. Nó giỏi theo kiểu là nó học nhanh và nó thao tác rất nhanh và nó để ý tất cả mọi thứ. Thực ra em biết cái khả năng học nhanh đấy, nhưng mà cái khả năng học nhanh đấy của em thì nó sẽ quên rất là nhanh. Đấy là em nghĩ không phải điểm mạnh đâu.
Dạ vâng, đúng rồi. Mặt tích cực với tiêu cực với Trang á? Mặt tiêu cực với Trang hay Trang tiêu cực? Em không biết đấy, nhưng mà em cảm giác chị Trang hơi nhỏ bé kể về mặt nghĩa đen, hơi thiếu sự tự tin hay sao? Một hành động được cả mô tả chị Trang. Chị Trang kiểu thế. Đến chủ thì sao? Đi bây. Đang. Đấy, hành động đấy nhá. Hôm trước em bắt chuyện rồi đấy mà khó quá. Đưa anh nghe nhạc xong rồi em hỏi là nghe nhạc gì đấy, em thích nhạc này à? Dạ vâng ạ. Trời ơi, không mở cửa trái tim luôn. Người đáng tin cậy nhất. Chị Anh. Người sáng tạo nhất. Chị Anh. Người chăm chỉ nhất. Chị Anh hả? Chị Anh rất là kiểu... Đây, kiểu chị sẽ có lúc chị thế này, sẽ có lúc chị... Anh Trung. Không sao đâu em. Câu đấy là... Thực sự là những cái khoảnh khắc đấy của anh Trung là rất là quý giá với một người mới như mình. Khi làm gì có nói là anh Trung sẽ không sao đâu em. Sau đấy là anh Trung vừa nhắm mắt cười và gật. Người không buồn cười nhất. Anh Trung. Người hay đùa nhất. Anh Trung. Nếu mà mới gặp anh ý thì, tức là mới gặp anh ý và đi làm việc với anh ý thì nghĩ là sao anh này làm việc cứ thế nào ấy. Có vẻ như là ở anh ý không quá tập trung công việc, biết nhiều hơn với anh ý thì nhưng ở những nơi khác người ta căng thẳng thì nơi này anh ý rất là vui vẻ, là bởi vì anh ý đã có một sự rèn luyện rất là lâu rồi và trải qua nhiều thứ rồi. Nếu mà em không gặp được anh Trung thì em sẽ không làm nghề này. Anh ý có một đôi mắt thần kỳ, em không biết tại sao nhưng mà anh ý có thể nhìn nhận được mọi người khá là rõ, còn hơn cả con người họ biết nữa. Bởi vì từ trước đến nay mình luôn áp đặt mọi thứ và mình luôn kiểu chỉ trích bản thân mình ấy. Và mình luôn nghĩ rằng là mình là một người không tốt, mình là một người rất là tồi tệ. Thì anh Trung là người khiến cho mình thấy rằng là ok, tất nhiên con người ai cũng tồi tệ, ai cũng có khía cạnh tồi tệ của bản thân mình. Nhưng mà sẽ có những cái góc nhìn khác khiến cho mình có hy vọng hơn về mình. Anh Trung là người đáng tin cậy nhất. Anh Trung, trình bày làm gì, bây giờ nó cứ cần nói ngắn hay là phải nói dài? Anh, nếu anh nói ngắn được thì em rất cảm ơn anh. Khó lòng mà nói ngắn, khó lòng mà nói ngắn được. Thế rồi anh sẽ cố gắng nói ngắn thôi. Rất ngắn thôi, rất ngắn thôi. Anh lanh lãnh cầu thị, vương linh thì trong sáng dễ dụ. Thì bây giờ Trung thì tần tảo đi, nhiệt tình tần tảo. Với anh thì là tư chất mà nghĩ nhiều. Trang là chăm chỉ, dễ chịu. Anh chân thành, hướng ngực. Tình chủ, tinh nghịch, nỗ lực. Yeah, dùng từ tâm tư, ngọc thô. Nào nói gì nào? Muốn hỏi gì hỏi nhanh lên. Hãy nói với Đức Anh ạ. Được, nói với Đức Anh à? Anh chủ vĩ, sắc bén về con người lẫn thế giới. Một cách tự nhiên nhá, là nó luôn luôn có một cái năng lượng gì đó muốn kể cho mọi người nghe. Cái sự thông minh của nó là nó không hiển hiện rõ ràng như Phương Anh. Mình có suy nghĩ riêng của mình nhưng không ai biết mình đang nghĩ thế. Người ta không biết nên người ta đi để yên cho mình nghĩ. Em bị khó giao tiếp, bị ngại giao tiếp mà em rất vui mọi người gọi em là anh Triều Vĩ. Vì anh Lương Triều Vĩ rất đẹp trai, em rất thích. Mình khá là giống anh hồi xưa. Lại tranh thủ khen mình. Em khá rất là thiếu kiên nhẫn. Thì làm việc với anh Đanh rất là dễ chịu. Tại vì anh ấy sẽ đưa ra những cái quyết định đúng đắn thì chưa biết nhưng mà rất là bình tĩnh. Đầu tiên Vương Linh là một người rất là đáng yêu. Đúng ạ. Đúng quá. Vương Linh là một cô gái kỳ lạ. Em sẽ làm phim về tình yêu. Tại vì đấy thì em vẫn là tình cảm cảm xúc ra. Em sẽ làm phim về tình yêu và nó sẽ đáng yêu và chân thực. Nó cũng thông minh y như con thằng Đức Anh. Có một tiềm năng sáng tạo rất là lớn. Em vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về cái việc là mình sẽ theo làm phim đến suốt cuộc đời này. Vương Linh ấy vô tư quá, nhiều lúc Vương Linh hơi mải chơi. Chắc tại tuổi của em nó nên là em vẫn đang còn rất là nhiều thứ, em muốn kiểu cái gì cũng khám phá. Cảm thấy gì ạ? Sâu sắc nhất chị Thúy ạ. Thì nó muốn làm rất là nhiều thứ, rất là muốn
rất là kiểu trực chỉ trực chờ là được bùng nổ ấy, một nước sôi sắp trào ra đến nơi rồi, nhưng mà phải bị bịt lại một cách kiểu rất là thô bạo ấy. Mặc dù là em cũng lui về, em không nói gì trong các cuộc thảo luận, nhưng mà chị sẽ là kiểu lui về hẳn và tự suy xét, tự đánh giá, tự suy nghĩ. Chị thấy Thúy, anh ấy Thúy rất dễ bị người khác nhận xét là không là cứng đầu. Yes, ngày xưa em là một đứa rất cứng đầu. Mà nó không phải là người như thế. Nó chỉ gặp vấn đề về giao tiếp thôi. Em thấy chị Thúy sâu sắc là bởi vì lần nào nói chuyện chị Thúy cũng thấy chị ấy sâu sắc thôi. Em diễn tả một cách nó không trọn vẹn nên là đâm ra người khác không hiểu. Và em cứ khư em muốn người khác hiểu được nó. Chị tỏ ra một khuôn mặt rất là sâu sắc và những lời chị nói ra cũng rất là sâu sắc. Phần lớn là em không hiểu. Yeah, sau khi làm chậm dừng thì em đã cởi mở hơn rất nhiều. Em tiếp thu ý kiến của mọi người và em open với nó. Anh chính là người mà theo quan điểm của anh là người có khả năng đi xa nhất. Mặc dù xuất phát điểm không phải là người sinh ra để làm nghệ thuật. Kiểu em thì hay sợ sai, hay sợ mà không đề cập đến vấn đề đấy. Nhưng mà anh thì sẽ sẵn sàng chỉ vào lỗi sai của mình và nói rằng đấy, ý là và bảo mọi người chửi vào nó đi để chị học được ấy. Cái thay đổi lớn nhất của mình trong năm nay là bản thân mình có một cái sự bình tĩnh hơn ở bên trong. Nếu nhìn vào chị Ánh thì trông chị vẫn một màu đen thế thôi, vì chị toàn một màu đen, nhưng mà trông chị lại màu đen kiểu sô-cô-la. Mình có thói quen là hay áp đặt cái tư tưởng của mình hay là hay áp đặt cái góc nhìn của mình lên người khác. Thì mình thấy rằng là ok, bản thân mình cần phải bình tĩnh hơn và chấp nhận cái việc là có những cái thói quen xấu thì nó cần phải tốn thời gian. Vấp, ngã, đâm đầu vào tường, đâm vào các này các kia, đâm hết sức, đâm hết mình, ngã rất đau, chảy máu đầu, chảy máu các kiểu, trả một cái giá rất lớn, nhưng sẽ đứng lên và đi tiếp. Thì đấy chính là anh. Cảm thấy để làm được điều đấy thì một chút nỗ lực là không đủ ấy. Chị nỗ lực hàng ngày, respect. Duy bé thì mình gặp một số vấn đề ở bên ngoài thì nó đã đưa cho mình một số lời khuyên khá là hữu ích. Bởi vì mình không phải là người giỏi ăn nói. Duy bé nghĩa là nó là người lão luyện, nhiều kinh nghiệm, sống sót ở nhiều nơi. Gọi là trải đời đấy, ở cái tuổi rất trẻ như thế. Em muốn có một cái điểm mạnh gì đấy để khi mà người ta nhắc đến tên mình, người ta sẽ nhớ đến cùng với cái điểm mạnh đấy. Chị cảm thấy nó đi đến đâu năng lượng buồn cười đến đấy. Thế chị để ý là nó cứ xuất hiện ở đâu là mọi người tự nhiên người ta cười luôn ấy. Đúng là mọi người cho em cơ hội ấy, chứ còn thực sự nhiều khi em thấy cái vị trí của em không xứng đáng có mặt đây. Là nó mọi người đang hỗ trợ thôi chứ sao. Trang cũng rất là thông minh, rất là chăm chỉ. Trang rất là dễ chịu, tức là Trang cảm giác là một trong những người dễ chịu nhất của đời này. Có nhiều khi chị bảo chị đang mean mọi người nhưng mà mình chẳng nhận ra là chị đang mean hay không mean. Khi mình nói chuyện gì chị cũng hưởng ứng, khi mình tâm sự gì chị cũng có thể đồng cảm ngay được. Chị nghĩ là sản xuất thực ra là một cái vị trí như kiểu là bảo mẫu của một đoàn phim ý. Chị cảm thấy được đứng đằng sau và được đi cùng mấy đứa và được kiểu hỗ trợ mấy đứa trở thành một điều gì đó mấy đứa muốn. Đấy là một niềm vui với chị ý. Nhưng mà thật ra Trang nghĩ nhiều. Tại nghĩ linh tinh nhưng mà cũng nghĩ nhiều. Ngân Trang có một cái thế giới riêng ấy. Ngân Trang có một cái thế giới mà Ngân Trang không muốn ai bước vào. Mọi thứ vừa đủ để mình được phép ở trong cái thế giới đấy. Vì rất là vui, vì cái sự vui là lấn át tất cả mọi thứ ấy, nên là chị đã cố gắng đến bây giờ ấy. Cũng tạo cho chị một cái cảm giác là mình có thể tin tưởng được mấy đứa, đi theo được mấy đứa, giúp được mấy đứa làm phim ấy. Nó là động lực để cho chị cảm thấy là mình vẫn muốn làm ấy. Em chỉ là ngược lại với Vương Linh Đức Anh. Em rất thích cái cách mà chị tự tin vào khả năng của bản thân ấy. Chị tin là mình làm được ấy. Và chị làm được thật. Em thông minh, chưa bao giờ che giấu chuyện đấy. Thật ra bản thân thì mình có rất nhiều ưu điểm, khách quan mà nói. Có thể nói là xuất chúng. Nhiều lúc chị hơi sao con này nó nhiễu thế. Nhưng mà chị chịu được cái nhiễu của Panh Cư. Chị là người rất ngạo mạn, đồng thời vô cùng thiếu niềm tin vào bản thân. Cuộc đời nó công bằng, anh nghĩ công bằng lắm. Sinh ra mình là thiên tài, mình có mọi thứ, mình có rất nhiều thứ. Đi đổi lại, em cũng phải vượt qua nhiều thứ. Trước khi làm phim với mọi người, với một bữa no ấy, chị không tin là bản thân mình có thể làm được cái gì đó to tát lắm. Cái cảm giác về việc là mình có thể làm bất cứ thứ gì ấy, đấy là cảm giác quan trọng nhất và cảm giác mạnh mẽ nhất mà một bữa no đem lại. Ở một bữa no, một cái điều thú vị ấy, là mọi người hay nói chuyện với nhau ấy. Và ở những cuộc trò chuyện đấy không phải nhắc trực tiếp đến mình chẳng hạn, nhưng mà cái tư tưởng, cái quan điểm đấy nó tác động đến mình ấy và khiến mình phải tự soi chiếu lại, tự suy nghĩ lại. Linh Chu có rất nhiều vấn đề và có
có những một số cái theo quan điểm của anh nó rất khó để vượt qua, là thường thì mọi người sẽ give up nếu mà họ gặp vấn đề kiểu như của Linh Chu. Ví dụ như là việc kiểu em hay so sánh bản thân mình với người khác. Linh Chu gần mực thì đen, gần đèn thì dạng ấy, mà nó rất là nhanh, không là siêu nhanh ấy, tức là nó dạng rất nhanh và nó đen cũng rất nhanh. Và nhất là khi mà Linh Chu mà nó đã cảm thấy muốn làm là nó làm cho đến cùng, làm cho đến khi nó tốt lên được. Nhưng là mình không thể một phát thay đổi luôn ấy, nhưng mà rõ ràng là mình đã có thay đổi, tức là vì em nhận thức được nó tồn tại. Xứng đáng để dành cho một cái để dùng từ nỗ lực. Anh nghĩ không có nỗ lực thì không vượt qua được cái chuyện đấy. Gửi tới mình trong tương lai. Gửi tới mình trong tương lai. Lên. Chúng bạn vẫn còn ở một bữa đó. Giảm cân đi. Dậy sớm đi. Đừng có ngủ muộn nhá. Ngủ nửa ngày chả làm cái quần què gì ra đời à. Anh ăn mặc tử tế hơn, làm phim không có nghĩa là phải mặc xấu. Năng động hơn về mặt tư tưởng. Thì vẫn thấy vui khi làm phim, vẫn trụ được về mặt sức khỏe và tâm lý khi đi cùng mọi người. Em muốn năm nay mình sẽ tử tế hơn và từ từ hơn, chậm rãi hơn. Em hy vọng mình sẽ làm được nhiều phim hơn, làm một bộ phim của riêng mình, hoàn toàn thuần túy là những cái điều mà mình muốn nói. Câu hỏi thứ nhất, mày đã bình tĩnh hơn được nữa chưa? Và câu hỏi thứ hai là hai dự án của mày đến đâu rồi? Nếu mà thuận lợi thì ngày này năm sau mình sẽ có 3 bộ phim 3D animation. Anh Trung Anh bảo là các em sẽ trở thành làn sóng mới của điện ảnh Việt Nam, những người thay đổi nền điện ảnh. Thì em không biết điều đấy có đúng hay không. Em thì không nghĩ là mình có thể làm điều gì lớn lao. Nhưng mà tao không biết là bản thân mình có đi theo một con đường đúng hay không ấy. Nhưng mà vì có anh Trung ở đấy, vì có mọi người ở đấy thì mong rằng Linh sẽ đi đúng đường, sẽ làm được những bộ phim mà mình muốn về tâm trong sáng. Thì em rất sợ là kiểu một lúc nào đấy mình sẽ không còn thích phim và làm phim vì mục đích trong sáng nữa. Và rõ ràng là cái điều đấy rất khó để nhận ra ấy. Đôi khi mình đi lạc mình không biết ấy. Mong rằng là không đi lạc, đi được đúng nơi, làm được những bộ phim hay mà khiến bản thân tự hào, khiến bạn bè mình đi xem cũng kiểu